chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và tụi mình đã quay trở lại với một video mới rồi đây. Và chỉ còn 2 đến 3 ngày nữa thôi là chúng ta đã chính thức khép lại một năm cũ và bước vào một năm mới 2023 với rất là nhiều điều thú vị. Và trong những ngày này thì mình nhận thấy là nhu cầu chụp ảnh cũng như là post ảnh lên trên Facebook, Instagram của mọi người sẽ rất là nhiều, đúng không nè. Và chính vì vậy cho nên là mình đã tìm hiểu và tổng hợp được 3 chiếc điện thoại có camera xịn, giá rẻ để chúng ta có thể đi chơi Tết. Vậy thì đó là 3 chiếc điện thoại nào, hãy cùng mình tìm hiểu ngay và luôn các bạn nha. Và hiện tại thì những sản phẩm được nhắc đến trong video vẫn sẽ đang được bán tại Thế Giới Di Động. Nếu như mà các bạn quan tâm thì có thể click vào đường link mà mình đã để sẵn ở dưới phần mô tả trong video nha. Đầu tiên trong danh sách chắc chắn là mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một đại diện đến từ nhà Oppo, đó chính là chiếc điện thoại Oppo A55. Em nó có mức giá bán rẻ nhất trong số 3 chiếc điện thoại mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay với mức giá chỉ hơn 4 triệu đồng một chút. Và lý do mình cho là Oppo A55 là một trong những chiếc máy sở hữu camera đẹp giá rẻ ở hiện tại là bởi vì em nó sẽ sở hữu một cụm camera với 3 ống kính, trong đó ống kính camera chính cảm biến lên đến 50 megapixel, camera xóa phông 20 megapixel và camera macro chụp cận 20 megapixel. Camera chính 50 megapixel này thì sẽ có khả năng lấy nét và thu sáng cực kỳ tốt, do đó là những bức ảnh chụp được sẽ có độ sáng và độ chân thực rất là cao, những chi tiết cũng được tái hiện rất là sắc nét. Ở phía trước thì chúng ta cũng sẽ có một chiếc camera selfie 16 megapixel luôn nha. Một điểm đặc biệt nữa là Oppo A55 tích hợp rất là nhiều bộ lọc chụp đêm trên em máy này, cho nên là việc chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng ban đêm khi mà đi chơi đêm sẽ không còn là vấn đề nữa. Những bức ảnh đêm vẫn rất là tươi sáng, bắt mắt và nổi bật, không hề kém gì so với ban ngày luôn. Và đối với những chiếc smartphone của nhà Oppo thì các bạn cũng biết rồi, hãng luôn rất là đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng vào phần camera cũng như là khả năng quay chụp để có thể mang đến cho người dùng những trải nghiệm chụp ảnh tốt nhất trên một chiếc điện thoại. Nói qua một chút về hiệu năng thì em nó sẽ sử dụng chip MediaTek Helio G35 và RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Hiệu năng tương đối ổn định, đủ để chúng ta giải trí xem phim, nghe nhạc các thứ. Viên pin 5000mAh cùng với sạc nhanh 18W nữa, cho nên là giúp chúng ta có được những trải nghiệm tuyệt vời hơn trên chiếc điện thoại này. Phần màn hình thì cũng được trang bị khá là đầy đủ, tấm nền IPS LCD với kích thước 6.5 inch. Cho nên là các bạn thấy đó, không chỉ là đáp ứng tốt cho nhu cầu chụp ảnh thôi đâu, mà những tác vụ cơ bản thường ngày của các bạn thì chiếc smartphone này cũng có thể xử lý rất là tốt luôn nha. Cho nên là mình cực kỳ recommend các bạn sẽ chọn mua chiếc điện thoại này để sử dụng trong vài ngày Tết sắp tới. Tiếp theo, một trong những chiếc máy giá rẻ camera xịn mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay chính là chiếc Samsung Galaxy A23. Giá máy mới chính hãng chỉ còn khoảng tầm 5 triệu đồng mà thôi. Nói về thiết kế thì A23 sở hữu ngôn ngữ thiết kế khá là tối giản nhưng mà vẫn rất là đẹp và trẻ trung với những gam màu nổi bật như là cam, xanh dương hay là đen. Trên mặt lưng của Galaxy A23 chúng ta sẽ được trang bị cụm camera với tổng 4 ống kính, camera chính 50 megapixel, camera phụ 5 megapixel và hai camera 2 megapixel nữa. Sở hữu đến 4 ống kính cho nên là khả năng xử lý hình ảnh của Galaxy A23 khá là ấn tượng. Không chỉ khi mà chụp trong điều kiện ánh sáng tốt mà cả trong môi trường thiếu sáng thì em nó vẫn có thể thu sáng và tái hiện được các vật thể tương đối rõ nét. Bên cạnh đó thì máy cũng hỗ trợ cho bạn những chế độ chụp ảnh như là chụp đêm, chống rung quang học để giúp bạn có được những bức ảnh đẹp hơn, chất lượng hơn nữa. Được trang bị một hệ thống camera như thế này cho nên là khi đi đâu thì chúng ta chỉ cần giơ điện thoại lên và chụp choẹt các thứ thì đã có được những bức ảnh rất là đẹp để up lên trên mạng xã hội rồi. Cho nên là mình cảm thấy là chiếc máy này sẽ vô cùng phù hợp để các bạn mang đi chơi Tết. Ngoài ra thì em nó cũng sẽ sở hữu cái thiết kế khá là ấn tượng và độc đáo, do đó là mình cảm thấy khi mình mang đi chơi Tết thì sẽ vô cùng là đẹp luôn. Còn về các thông số khác như là cấu hình thì em nó sẽ có con chip Snapdragon 680 8 nhân với mức hiệu năng ổn định, có thể chiến được những tựa game cơ bản một cách khá là mượt. Màn hình thì em nó cũng ấn tượng không kém với kích thước 6.6 inch, độ phân giải Full HD cộng, giải trí cũng rất là ok luôn. Và nếu như các bạn đã xem đến đây của video clip thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc điện thoại với hệ thống camera cực kỳ xịn sò, khoái đảo phân khúc giá rẻ luôn, đó chính là trùm cuối Xiaomi Redmi Note 11S. Và vì sao mình lại phải nói đến chiếc điện thoại này? Bởi vì em nó sở hữu chiếc camera chính lên đến 108 megapixel lận nha. Cụ thể là hệ thống camera của máy sẽ bao gồm 4 camera. Camera chính là 108 megapixel rồi. 3 camera còn lại là camera góc siêu rộng 8 megapixel, camera xóa phông và camera macro 2 megapixel. Nhờ vậy mà ảnh chụp trên Xiaomi Redmi Note 11S đẹp và siêu rõ nét luôn. Các bạn có thể zoom bức ảnh lên rất là nhiều lần mà vẫn có thể nhìn thấy được những chi tiết ở xa. Và khi mà chụp ngược sáng thì cũng đẹp hơn, không bị cháy sáng vì có chế độ chụp HDR. Hình ảnh chụp xong cũng được máy xử lý khá nhẹ nhàng với chế độ AI, do đó chúng ta sẽ không cần phải chỉnh sửa gì bức ảnh của mình đâu. Chỉ cần giơ máy lên là chúng ta sẽ có ngay những bức ảnh đẹp với gia đình bạn bè của mình rồi.
Ai mà thích selfie thì cũng có thể yên tâm chụp ảnh tự sướng với chiếc camera phía trước 16 megapixel luôn nha. Đảm bảo hình ảnh cũng sẽ rất là tươi tắn, tự nhiên, không thua gì dùng app đâu. Chúng ta vẫn sẽ có một chiếc màn hình AMOLED 6.43 inch nè, có hiệu năng ổn định với MediaTek Helio G96 và đặc biệt là một thiết kế tối giản nhưng mà vẫn rất là năng động và mạnh mẽ. Vậy thì theo các bạn, sở hữu camera 108 megapixel như vậy thì bạn đoán là giá bán của em nó là bao nhiêu? Sự thật là em nó chưa có mức giá bán đến 6 triệu đồng nữa, quá là ngon, bổ rẻ trong tầm giá này luôn. Ok, và vừa rồi chính là ba gợi ý về ba chiếc điện thoại có camera xịn nhưng mà mức giá bán là vô cùng dễ chịu, đặc biệt dành cho các bạn học sinh, sinh viên hay là những ai có một mức ngân sách vừa phải mà muốn sở hữu chiếc điện thoại mới có camera xịn để có thể đi chơi Tết. Nói đến đây thì mình cũng chúc cho các bạn có một năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn và bye bye.